Chương trình Vietfest Tonight được bảo trợ bởi. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Vietfest Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Vietfest Tonight. Và ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024. Hôm nay là ngày bầu cử sơ bộ ở 16 tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Chắc chắn rằng trong ngày mai thì chúng tôi sẽ có một kết quả để gửi đến cùng quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì vì Thanh Thảo bận một số các lý do cho nên chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này một mình. Sau đây là một số các bản tin chính. Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Benny Gantz hội kiến cùng nhà lãnh đạo lập pháp Hoa Kỳ. Lực lượng Hamas tuyên bố sẽ không có trao đổi tù nhân trước khi có ngừng bắn tại Gaza. Thủ tướng lâm thời Steyer trình bày các thách thức mà lãnh đạo Palestine phải đối mặt. Cơ quan VA mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu cựu chiến binh Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump yêu cầu giảm mức bồi hoàn trong vụ án phỉ báng với E. Jean Carroll. Thượng nghị sĩ Kirsten Sinema thông báo sẽ không tái tranh cử nhiệm kỳ tới. Tổng thống Biden họp cùng Hội đồng Cạnh tranh liên quan đến vấn đề giảm giá tiêu dùng và lệ phí thẻ tín dụng. Và cuối cùng là luật sư biện hộ đã yêu cầu thẩm phán cho phép lấy thêm lời chứng trong vụ Fannie Willis và Nathan Wade. Bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Nội các Chiến tranh của Israel, ông Benny Gantz, đã có mặt tại Hoa Kỳ kể từ ngày hôm qua trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ nhằm kêu gọi thêm sự trợ giúp từ phía Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề của Israel. Ông đã kết thúc một trong ba phiên họp ngày hôm qua cùng với lãnh đạo khối thiểu số Thượng viện là ông Mitch McConnell. Và vào ngày hôm nay thì ông đã có một số các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo khối đa số tại Thượng viện ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện ông Hakeem Jeffries. Và ngoài ra, ông cũng đã gặp gỡ với Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Lloyd Austin. Tuy nhiên, ông không thể gặp được cùng với ông Mike Johnson là Chủ tịch Hạ viện. Văn phòng của Hạ viện đã chính thức thông báo về tin tức này. Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện không trả lời và không cho biết lý do tại sao mà ông Mike Johnson đã không gặp gỡ với Bộ trưởng Nội các Chiến tranh của Do Thái là ông Benny Gantz. Chuyến đi của ông đến Mỹ đã không được Thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu cho phép và Thủ tướng đã nói một cách rõ ràng rằng chuyến đi đã đi ngược lại mong muốn của ông ấy. Theo Inet là một cơ quan truyền thông của Israel, thì Thủ tướng Netanyahu đã nói rõ với Bộ trưởng Gantz rằng nhà nước Israel chỉ có duy nhất một thủ tướng. Trong khi đó, trong ngày hôm qua, thì ông Benny Gantz cũng đã có gặp gỡ với Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden đã không chính thức gặp gỡ ông Gantz vì ông Gantz không phải là một nguyên thủ quốc gia. Năm nay 64 tuổi thì ông Gantz đã gia nhập chính phủ cánh hữu của ông Netanyahu sau vụ tấn công diễn ra ngày 7 tháng 10 như một cách để thể hiện sự đoàn kết dân tộc. Và sự nổi tiếng của ông đã tăng vọt và có vẻ như là đi ngược lại với cái uy tín của ông Netanyahu khi mà càng ngày càng nhiều người dân Do Thái đã mất tín nhiệm đối với ông Netanyahu. Các đảng viên đảng Dân Chủ Do Thái ngày càng lên tiếng chỉ trích Thủ tướng Netanyahu và lực lượng phòng thủ của ông ta đã đánh bom một cách bừa bãi. Cho đến nay thì đã có khoảng 30.000 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc phản công của Do Thái nhằm vào 1.139 người thiệt mạng ở Israel kể từ ngày 7 tháng 10. Và 240 người hiện nay vẫn còn nằm trong
tay của lực lượng Hamas. Trong khi đó, thì lực lượng Mỹ tại Trung Đông đã thực hiện nhiều chuyến bay viện trợ nhân đạo vào dải Gaza. Ngày hôm nay, lực lượng Hoa Kỳ đã thả thêm một số các hàng cứu trợ xuống. Đây là đợt thứ hai sau cái đợt thả thứ nhất vào ngày thứ Bảy vừa rồi. Kết thúc cuộc gặp gỡ ở tại Hoa Kỳ, thì Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Do Thái là ông Benny Gantz sẽ bay đến Anh Quốc và trên đường đến London, nơi ông sẽ gặp Ngoại trưởng David Cameron trước khi trở về Do Thái vào tối ngày mai thứ Tư. Liên quan đến dải Gaza, thưa quý vị, lực lượng Hamas vào ngày hôm nay thứ Ba đã cho biết là sẽ không có bất kỳ một hoạt động trao đổi tù nhân nào trước lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Tổ chức này đáp lại đề nghị của các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar. An ninh và an toàn của người dân chúng tôi sẽ không đạt được trừ khi thông qua lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, chấm dứt hành vi xâm lược. Việc Do Thái rút quân khỏi từng tấc đất tại dải Gaza và việc đưa hàng viện trợ đến cho người dân ở dải Gaza là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Lãnh đạo cao cấp của Hamas, Osama Hamdan, đã phát biểu trong một cuộc họp báo tại Beirut. Bất kỳ cuộc trao đổi tù nhân nào sẽ không được hoàn thành trừ khi hoàn thành tất cả những điều mà chúng tôi vừa kể trên. Ông Hamdan cũng cáo buộc Israel đã trì hoãn việc đạt được thỏa thuận và lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc đàm phán sẽ không kết thúc khi mà Israel tiếp tục tấn công vào dải Gaza. Ông nói, chúng tôi đã khẳng định một số các điều kiện của mình để có được cuộc ngưng bắn và một cuộc rút quân hoàn toàn khỏi khu vực này, đưa những người phải di dời để trở lại khu vực mà họ đã rời đi, đặc biệt là ở phía bắc dải Gaza, và đồng thời phải cung cấp đầy đủ viện trợ, cứu trợ và tái thiết cho dải Gaza. Nhận xét của ông Hamdan để đáp lại đề nghị mà Ai Cập và đã đưa ra cho Hamas vào tuần trước khi các nhà đàm phán đang cố gắng để đạt được một thỏa thuận kết hợp việc tạm dừng giao tranh với việc thả các con tin Israel bị giam giữ tại dải Gaza. Cũng vẫn liên quan đến tình hình tại Do Thái, thưa quý vị, thì thủ tướng tạm quyền của chính quyền Palestine, ông Mohammad Shtayyeh, đã cho biết vì một vài lý do mà ông đã phải từ chức vào tháng trước. Vào ngày thứ Hai thì ông lên tiếng và cho biết trong một cuộc gặp gỡ với phóng viên của đài CNN, ông nói rằng các lý do mà đã khiến ông phải từ chức trước đây là vì các phe phái Palestine được mời đến Moscow, 15 người trong số họ đã có mặt ở đó, và chính phủ của Palestine chỉ có 5 người, và chúng tôi muốn có một khoản ứng trước để các phe phái Palestine đoàn kết với nhau trong một vị thế thống nhất để tất cả người dân Palestine sẽ là một phần của tương lai của dải Gaza. Ông nói rằng chúng tôi muốn có một chính phủ phải chịu trách nhiệm về tất cả những vùng lãnh thổ của người Palestine. Vấn đề là có một số câu hỏi hiện nay vẫn chưa có câu trả lời. Một là Do Thái sẽ tiếp tục chiếm đóng Gaza trong bao lâu? Và vấn đề còn lại là tương lai của dải Gaza là sẽ có một lực lượng Hamas như thế nào? Và bằng mọi cách người Palestine cần phải đoàn kết. Tình trạng đó thực tế đang xuất hiện cần phải được xem xét để chúng ta thực sự phải đối mặt với các thách thức đang ở phía trước. Và hãy nhớ một điều, những thách thức là rất nghiêm trọng. Hiện nay, dải Gaza đang lâm vào một cái tình trạng với gồm từ 13 cho đến 15 ngàn trẻ em mồ côi, 281 ngàn đơn vị nhà ở đã bị phá hủy, 30 ngàn người dân Palestine đã thiệt mạng và 70 ngàn người bị thương. Nhiều cơ sở hạ tầng ở tại dải Gaza đã bị phá hủy hoàn toàn, và chúng tôi cần phải đoàn kết với nhau để có thể đối mặt với tình trạng mà chúng ta sẽ phải đối mặt vào thời điểm mà chúng ta lấy lại được dải Gaza. Chắc chắn điều này sẽ phải xảy ra, và lúc đó thì chúng ta phải tập trung để có thể xây dựng lại Gaza. Mối quan tâm chính của tôi ngày hôm nay là cần phải có một lệnh ngưng bắn ngay lập tức. Việc giết chóc người dân tại dải Gaza phải dừng lại ngay. Gaza ngày nay là một cánh đồng chết chóc. Israel đang hành động với tâm thế trả thù. Chúng ta không thể tưởng tượng được hoàn cảnh mà những người tại dải Gaza đã chết đói suốt 150 ngày qua, đau khổ như thế nào. Tương lai không chỉ dành cho dải Gaza, tương lai sẽ dành cho tất cả các vùng lãnh thổ của người Palestine. Và tương lai cần phải có một cơ hội đối với tất cả những sự đổ máu này tại dải Gaza. Đó là lời của Thủ tướng tạm quyền, ông Shtayyeh, đã trả lời cùng với phóng viên của đài CNN trong ngày hôm nay. Trở về với tình hình tại Hoa Kỳ, thưa quý vị, ngày hôm nay thứ Ba, thì việc mở rộng đạo luật PACT
của cơ quan VA là cơ quan cựu chiến binh của Hoa Kỳ đã có hiệu lực. Việc mở rộng này giờ đây sẽ bao gồm hàng triệu cựu chiến binh trước đây đã bị từ chối trong vấn đề bảo hiểm sẽ được hưởng thụ theo đạo luật PAC này. Đạo luật này đã được chính quyền của Tổng thống Joe Biden ký, bắt đầu có hiệu lực kể từ năm 2022. Đạo luật PAC là một luật mới nhằm mở rộng việc chăm sóc sức khỏe đối với cơ quan VA, tức là Veteran Affairs, và các phúc lợi dành cho các cựu chiến binh tiếp xúc với các hố đốt, hóa chất hoặc là các chất độc hại khác. Và luật này cũng giúp cung cấp cho các thế hệ cựu chiến binh Hoa Kỳ hoặc là những người thân của họ còn sống sự quan tâm chăm sóc và lợi ích mà tất cả những người này xứng đáng được hưởng. Kể từ ngày 5 tháng 3, thì Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu cựu chiến binh sớm hơn nhiều năm so với kế hoạch trước đây. Theo bản mở rộng mới này, thì các cựu chiến binh trước đây không được chấp nhận quyền lợi đối với VA tiêu chuẩn để đủ điều kiện nhận bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, thì giờ đây tất cả những người này sẽ được thụ lãnh những cái chương trình bảo hiểm này. Trước đây có một số cựu chiến binh đã bị từ chối bảo hiểm vì dựa theo thu nhập của họ. Chẳng hạn như tối thiểu một người thu nhập 13.000 Mỹ Kim mỗi năm, thì có một số các cựu chiến binh đã có thu nhập cao hơn con số này, do đó mà họ bị từ chối bảo hiểm. Và từ đây, đối với luật mới, thì tất cả những cựu chiến binh này đều được thụ hưởng bảo hiểm giống như các cựu chiến binh khác. Trong đó có 3 nhóm cựu chiến binh đủ điều kiện là các cựu chiến binh đã từng tiếp xúc với các chất độc hoặc là các mối nguy hiểm khác trong thời gian thực hiện quân dịch. Các cựu chiến binh được phân công làm nhiệm vụ ở một số nơi ở Tây Nam Á hoặc là một số các phần ở tại châu Phi. Và thứ ba là các cựu chiến binh được triển khai để có thể hỗ trợ một số các hoạt động sau ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ. Liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, trong một nỗ lực lâu dài thì cựu Tổng thống Donald Trump ngày hôm nay, nhóm luật sư của ông đã đưa ra yêu cầu thẩm phán giám sát vụ án phỉ báng của bà E. Jean Carroll chống lại ông phải giảm đáng kể đối với cái mức bồi hoàn 83.3 triệu Mỹ Kim mà bồi thẩm đoàn đã phán quyết trước đây. Phía luật sư của cựu Tổng thống đã lập luận rằng thẩm phán Louis Kaplan đã sai khi cấm ông tự bào chữa trong lời khai ngắn gọn của mình, và điều này đã bảo đảm cho một phiên tòa mới. Trong hồ sơ đưa lên tòa án trong ngày hôm nay thứ ba, các luật sư của cựu Tổng thống cho biết rằng thẩm phán Kaplan đã sai lầm khi ngăn cản ông làm chứng về tâm trạng của chính mình và khi ông đưa ra những chỉ dẫn sai lầm của bồi thẩm đoàn về định nghĩa ác ý theo luật thông thường. Các luật sư của cựu Tổng thống cũng cho biết bồi thẩm đoàn lẽ ra phải được thông báo rằng họ cần phải xác định rằng đó là mong muốn làm hại duy nhất của cựu Tổng thống Donald Trump từ phía bà E. Jean Carroll. Các luật sư của cựu Tổng thống đã viết, quyết định sai lầm của tòa án này nhằm hạn chế một cách đáng kể những phạm vi lời khai của Tổng thống Trump gần như chắc chắn đã làm ảnh hưởng đến phán quyết của bồi thẩm đoàn và do đó cần phải tiến hành một phiên tòa mới và đồng thời phải hạ thấp số tiền bồi hoàn dành cho bà E. Jean Carroll. Trước khi phiên tòa bắt đầu, thì thẩm phán Kaplan đã hạn chế những lời khai của cựu Tổng thống vì cho rằng ông không thể phủ nhận việc cưỡng hiếp bà Carroll hoặc phủ nhận việc đưa ra các tuyên bố phỉ báng bà này sau một phán quyết đã được một bồi thẩm đoàn khác xác định năm 2023. Vụ án này xem ra đến nay vẫn còn một số điều rất rắc rối và chúng ta sẽ chờ xem phần tiếp của nó. Thượng nghị sĩ một nhiệm kỳ của Arizona, bà Kirsten Sinema, vào ngày hôm nay đã chính thức tuyên bố là bà sẽ phục vụ phần còn lại của nhiệm kỳ trước khi từ chức tại Thượng viện vào cuối năm nay, thay vì đứng ra tái tranh cử. Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử gay cấn với tư cách là đảng viên Đảng Dân Chủ năm 2018, thì bà Sinema đã gia nhập vào Thượng viện từ tháng Giêng năm 2019. Trong nhiệm kỳ đó thì bà đã trở thành một trong hai thượng nghị sĩ tại Thượng viện đã ngăn cản chương trình nghị sự Build Back Better của Tổng thống Joe Biden vào giai đoạn đó, đồng thời nổi lên như là một người phản đối các ý tưởng loại bỏ quy tắc filibuster của Thượng viện để cho phép thông qua luật liên quan đến quyền bầu cử.
và bà đã tiếp tục từ bỏ đảng phái của mình sau đó để trở thành một người độc lập, mặc dù vẫn tiếp tục tham dự các buổi họp kín với các thành viên dân chủ tại Thượng viện để bảo vệ khối đa số của đảng trong phòng họp. Quyết định rút lui khỏi cuộc tái tranh cử của bà đã được đưa ra khi bà hiện nay đang phải đối mặt với những gì có thể được xem là một cuộc chiến chính trị trong chính sự nghiệp của mình. Bà chạy đua với tư cách độc lập và đồng thời khơi dậy một cuộc chiến tay ba giữa bà và hai đối thủ của hai đảng lớn tại Hoa Kỳ để lấy chiếc ghế của bà. Mà cuộc thăm dò cho thấy là rất có thể là nghị sĩ Ruben Gallego của đảng Dân Chủ và biên tập viên tin tức năm 2020 trong cuộc bầu cử là phóng viên Carrie Lake đại diện cho đảng Cộng Hòa đang chính thức tranh chiếc ghế này của bà. Việc bà rời khỏi cuộc chiến dự kiến đó chắc chắn sẽ nâng cao cơ hội dành cho ông Gallego hoặc là một đảng viên đảng Dân Chủ khác vào cuộc bầu cử tháng 11 tới đây. Thưa quý vị, như bản tin buổi sáng này chúng tôi đã gửi đến cùng quý vị thì Tổng thống Joe Biden trong ngày hôm nay đã có một cuộc họp với một ủy ban cạnh tranh để nhằm có thể đưa ra một số chương trình nghị sự nhằm kéo những giá cả các sản phẩm hiện nay tại Hoa Kỳ xuống một mức giá thấp hơn. Đã có một số các thông báo khác liên quan đến cuộc họp thứ 6 của Hội đồng Cạnh tranh vào ngày hôm nay thứ 3. Và điều này có thể làm ảnh hưởng đến các ngành từ chăm sóc sức khỏe đến kể cả lĩnh vực nông nghiệp và nhà ở. Về mặt chính sách y tế thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden hiện nay đang xem xét một cách kỹ lưỡng giá chăm sóc sức khỏe như một phần nằm trong sáng kiến rộng hơn về chi phí của người tiêu dùng. Với một cái sự trình bày tóm tắt đối với các phóng viên trước các thông báo chính thức thì Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang bà Lina Khan cũng đã chỉ ra công việc hiện nay đang làm của cơ quan này về vấn đề quản lý lợi ích dược phẩm và sát nhập vấn đề chăm sóc sức khỏe. Bà cũng lưu ý là cơ quan này đã thách thức những thành công hàng chục các bằng sáng chế thuốc trong cái danh sách quản lý của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA. Vào ngày thứ ba, phần lớn sự tập trung của Tổng thống cùng với ủy ban này tập trung vào cái được gọi là co cụm lạm phát. Trong đó, người ta nêu bật đến là một số các cái công ty bán lẻ dường như đã bỏ vào trong các cái bao bì phân phối một cái số lượng sản phẩm ít hơn nhưng cùng trong một cái bao có cùng một trọng lượng và do đó mà họ lại tính tiền lại cao hơn. Và cái vấn đề hiện nay của ủy ban này là làm sao để có thể tìm cách và đưa ra các bằng chứng cụ thể để có thể ủy ban sẽ đưa ra những phương án để làm giảm giá tiêu dùng dành cho người dân trong thời gian tới đây. Tổng thống Joe Biden đã cố gắng để đưa cuộc họp này đến trước khi mà ông đưa ra bài diễn văn toàn quốc vào tuần tới. Bên cạnh đó, thì Tòa Bạch Ốc cũng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến đối với các thành viên Cộng Hòa trong Quốc hội về việc lệ phí trả trễ được tính bởi các nhà, các công ty cung cấp thẻ tín dụng cho người sử dụng trong một thông điệp rộng lớn hơn về việc kiểm soát chi phí dành cho người tiêu dùng. Thông báo vào ngày thứ ba về quy định cuối cùng của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng đã được thiết kế để có thể hạn chế các khoản phí trễ hạn mà những người cho vay và những công ty thẻ tín dụng lớn tính ở mức khoảng 8 Mỹ Kim thay vì là cái mức 28 Mỹ Kim như hiện nay mà người tiêu dùng đang phải trả mỗi lần họ trả trễ các chi phí cho các cái công ty credit card. Và việc này thì chắc chắn sẽ có thêm kết quả trong những ngày sắp tới. Liên quan đến công tố viên Fannie Willis, thưa quý vị, thì các luật sư bào chữa trong vụ lật đổ và gian lận bầu cử tại Georgia hiện nay đã đưa ra một số các lời yêu cầu đối với thẩm phán cung cấp là cần phải nghe thêm một số các lời chứng quan trọng và đồng thời yêu cầu thẩm phán phải cung cấp thêm các bằng chứng trong nỗ lực của họ nhằm loại bỏ biện lý Fannie Willis và văn phòng của bà khỏi việc truy tố vụ án liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump tại tiểu bang Georgia. Thẩm phán Scott McAfee trước đây đã cho biết là ông dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về việc có nên loại bỏ văn phòng của bà Willis ra khỏi vụ án trong vòng 2 tuần sau khi đã nghe nhiều ý kiến của nhiều nhân chứng trong các cuộc điều trần trước đây. Tuy nhiên, hiện nay thì các luật sư trong phía bào chữa, tức là các luật sư của phía biện lý Fannie Willis, nói rằng thẩm phán nên xem xét để có thêm một cuộc điều trần
từ hai nhân chứng có nhiều tiềm năng hơn. Những người từng tuyên bố rằng họ có thể làm chứng cho những gì mà Terence Bradley đã nói với họ khi mà đối tác luật và khách hàng cũ của ông ấy là Nathan Waite bắt đầu có mối quan hệ lãng mạn với bà Willis. Người ta phải tính lại tất cả những cái khoảng thời gian của mối quan hệ giữa Willis và Waite là điểm mấu chốt trong các phiên điều trần về việc loại bỏ tư cách của bà Willis. Ông Bradley, người đã từng đại diện cho ông Waite trong vụ ly hôn của ông ấy, được xem là nhân chứng ngôi sao trong nỗ lực để có thể đưa ra một số các cái chứng minh liên quan đến các hành động sai trái của bà Willis và vụ án của bà ấy. Tuy nhiên, ông Bradley đã không cung cấp các chi tiết rõ ràng theo lời tuyên thệ về thời điểm bắt đầu mối quan hệ giữa bà Willis và ông Waite. Do đó, hiện nay, các luật sư bên phía bào chữa cho bà biện lý Fannie Willis yêu cầu là thẩm phán McCarthy cần phải có một cuộc điều trần mới và có thêm một số các nhân chứng tiềm năng do phía bên bào chữa sẽ đưa ra. Với bản tin vừa rồi thì chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Việt Face Tonight tối hôm nay. Cầu chúc quý khán giả một buổi tối an lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần tin này ngày mai. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise. Sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Bạn hiện đang nhận các phúc lợi chính phủ như Medicaid, SNAP, Food Stamps, SSI, WIC, trợ cấp nhà ở công, học bổng Pell Grant hoặc thu nhập của bạn nằm dưới mức nghèo theo quy định liên bang. Nếu có, hãy nhanh tay đăng ký với AirTalk Wireless ngay hôm nay để nhận điện thoại iPhone 7, Samsung Galaxy S9 hoặc Motorola hoàn toàn miễn phí. Bạn cũng sẽ nhận được tặng gói cước với data, cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn mỗi tháng thông qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program do chính phủ tài trợ. Ngoài ra, bạn có thể mua máy tính bảng chỉ với giá 10 Mỹ Kim và 1 xu. Ưu đãi hoàn toàn miễn phí này không yêu cầu hợp đồng, không tính lệ phí hàng tháng và không có khoản phí ẩn. Hãy truy cập airtalkwireless.com ngay hôm nay để ghi danh nhận ưu đãi. Trải nghiệm lại những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi quý vị có thể vui chơi thật thỏa thích. Nhiều những loại bài thật nóng, với con tim tươi vui nồng ấm. Mọi thế hệ cùng nhau vui chơi. Khi tới tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, để có một dàn karaoke ưng ý về chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối, nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau, phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ, JBL, Bose, QSC.